Chiều ngày 22 tháng 12, Công an thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an, Bổ nhiệm Đại tá Lê Quang Đạo, Trưởng phòng Tham mưu Công an thành phố Hồ Chí Minh BV01, giữ chức Phó Giám đốc Công an thành phố Hồ Chí Minh. Buổi lễ do Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an thành phố Hồ Chí Minh chủ trì. Thiếu tướng Lê Hồng Nam thưa ủy quyền Bộ trưởng Bộ Công an công bố và trao quyết định bổ nhiệm Đại tá Lê Quang Đạo, giữ chức Phó Giám đốc Công an thành phố Hồ Chí Minh từng phó giám đốc công an thành phố Hồ Chí Minh, sinh năm 1976, quê quán tỉnh Quảng Ngãi, học tập và trưởng thành tại tỉnh Ninh Thuận. Ông Đạo được đào tạo tại trường Đại học An ninh Nhân dân, trình độ thạc sĩ luật, trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, cao cấp lý luận chính trị. Tháng 9 năm 2021, ông Đạo giữ chức trưởng phòng tham mưu Công an Thành phố Hồ Chí Minh. Trước khi giữ chức trưởng phòng tham mưu, ông Đạo giữ chức trưởng phòng An ninh đối nội BA02 Công an Thành phố Hồ Chí Minh.